không việc gì liên quan đến mình cả. Chạy. Cứ chạy đi, tớ nghe sau lưng cậu rồi. Ê, Adriel, ở đây. Đâu, cái mũ ngầu đấy. Thử cái mũ này đi. Thử xem nào. Thử cái dây hợp của cậu. Cái mũ ngầu, chết luôn. À, quách chưa. Đá đâu cậy. The console remains dormant. Wow. Tớ xem công tắc nào. Đi xem đi. Trông rắc rối thế. Ờ, rồi, sau cậu cũng đá nó. Cái này mình có nhất thiết phải đánh không? Có vẻ bọn nó không chú ý đến mình đâu. Chúng ta nên giúp những người kia chứ đúng không? Tự nhiên phát họa vào thân làm gì? Không, phải giúp những người kia thôi. Đây là series Thiện chơi Baldur's Gate 3 cùng với một người bạn là Boop. Thiện thì là một veteran của D&D và game nhập vai, còn Boop thì là newbie. Newbie với một cái asterisk dù sao. Trong cái series này thì cả hai bọn mình sẽ mỗi người tạo một nhân vật riêng, có tính cách riêng và sẽ đem cái tinh hoa của nhập vai tabletop đến với tựa game này. Nghĩa là trong game đi đâu, làm gì, tương tác với ai, quyết định thế nào là hoàn toàn nhập vai vào nhân vật. Disclaimer là cả hai bọn mình đã đều tự chơi solo qua cái cốt truyện của Baldur's Gate 3 trước rồi. Đây là trong lần chơi này sẽ chú ý vào cái sự tương tác của hai nhân vật, hai người bạn này với nhau và với thế giới hơn. Có thể một số cái cutscene bọn mình sẽ skip. Nếu các bạn muốn có một cái trải nghiệm Let's Play Baldur's Gate 3 đầy đủ với tất cả cốt truyện và cutscene thì các bạn có thể tìm đến series mình chơi Baldur's Gate 3 solo, link ở dưới mô tả và comment. Trong cái series chơi solo đó thì ngoài việc tận hưởng cốt truyện, mình còn dùng cái game này như một phương tiện để hướng dẫn người mới thế nào là một game nhập vai tabletop và thế nào là cơ chế chơi D&D. Chú ý là game Baldur's Gate 3 18 cộng nhá. Bạo lực máu me rồi sạc các kiểu. Yo, Thiện từ tương lai đây. Series Thiện chơi với Boop chỉ kéo dài 3 buổi thôi. Bọn mình ở vị trí địa lý khá xa nhau khiến đường truyền internet bất ổn và khiến cho một số buổi chơi bị lag và bug nặng. Nhưng trong quá trình chơi ngắn ngủi vẫn có rất nhiều các khoảnh khắc trao đổi hay giữa hai nhân vật bọn mình chơi, cả đồng thuận lẫn bất đồng về việc họ nên làm gì. Cùng theo dõi nhé. Cảm ơn các hội viên YouTube và các patron đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Bạn có thể tham gia Discord chơi game nhập vai của bọn mình, link ở bên dưới. Em có muốn chơi một nhân vật OC không? Em nghĩ không, em nghĩ em sẽ tạo một nhân vật của em. Bây giờ. Oh, từ. Em thử bấm vào anh Dragon Ball xem. Anh Dragon Ball. Okay, interesting. Thế thì bấm thử từ từng nhân vật ở bên trên, thằng bên trên. Và tiếp. Ok, interesting. Em bấm vào Will là Kalak bị khóa hay bấm vào Kalak là Will bị khóa? Tức là hai người này không thể xuất sắc cùng nhau hả? Ờ. Cũng không ngạc nhiên bởi vì trong cốt truyện sẽ có thể có lúc mình sẽ không đồng ý với nhau in character nhé. Nhưng mà cái này là đúng là mình vẫn phải tiếp tục đi cùng nhau luôn đấy, nghĩa phải có một cái bond gì đấy đủ mạnh. Actually mình không cần lo cái đấy, có ngay cái thứ trong đầu rồi. Mình được campaign mình còn phải lo. Dỗi nhau thì chúng ta ăn group thôi, mỗi người đi một đường. Dỗi nhau chúng ta chơi solo. Chơi lại chơi đuôi này. Classic Adriel. Classic Adriel. Anh nghĩ cứ để cho cả nhân vật em và nhân vật anh có thêm một cái liên kết gì đấy ngoài chỉ là cái tadpole đi. Có thể là cùng bị bắt với nhau, cùng với nhau trước cho nó dễ chơi. Tại anh có cái race nào trong đầu chưa? Vì em nghĩ là kiểu cái background mình có thể bonding kiểu từ cái race đó. Cái não optimization của anh lại đang nhảy số vào thôi. hãy để tắt nó đi nào. Elf với cả human chơi mãi rồi này. Halfling hoặc là gnome à? Em cũng nghĩ chơi mới biết thế là một con nô. Thế mình bắt đầu từ concept trước đi. Nhân vật là giống như kiểu Adriel đúng không? Nhưng mà có thể chủng tộc khác à? Không, em không nghĩ thế. Thế Adriel là cái concept mà em dùng quá nhiều. Vậy quá thì em không có muốn một cái concept nó khác. Ok, nhí nhảnh hơn. Em nghĩ là kiểu nhí nhảnh với sự kiểu nôm thì trong đầu em nghĩ đến kiểu cái gì đấy, kiểu nhí nhảnh xong rồi nhiều năng lượng hơn ấy. Một chút ngây thơ, nhiều năng lượng và kiểu nó hơi positive hơn ấy, là một người kiểu âm trầm. Vậy người này sẽ cảm thấy thế nào về việc là làm các việc tốt hay là quan tâm bản thân mình? Có, em nghĩ là nó sẽ kiểu hơi innocent, thế nên là sẽ giúp nhiều quá hơn ấy, và không consider cái hậu quả. Người này giúp nhiều quá vì họ không hiểu tường tận thế giới hay là họ cố gắng tìm ra điều tốt trên thế giới mặc dù biết là nó không có nhiều? Vì không hiểu tường tận thế giới. Nghe như một người ít wisdom. Wow, em đồng ý. Thế thì thổi ngược lại đi vậy. Nhưng mà như thế nếu mà em muốn chơi nhí nhảy từ bot xem. Không, tại em thích bot lắm. Nếu mà em chơi trong một cái game D&D của anh thì anh có thể cho em chơi luôn Druid nhưng mà dùng Intel để cast. Thế là nhanh nhất. Nhưng mà đây vẫn là một cái video game đã có sẵn rồi. Chúng ta không thể customize như thế được.
maybe sắp sửa không thì hoặc không thì chúng ta đổi concept của vui vậy. Em thấy rồi, ok. Cố kiểu đem lại cái sự positive vì biết thế giới đấy quá. Kiểu em có biết em rồi. Có xem cái Everything Everywhere All at Once không? Yep, có. Anh đang tưởng tượng cái người mà theo cái hướng đấy thì sẽ là cái ông chồng. Ông ấy biết thế giới không tươi đẹp như thế, nhưng mà ông luôn có vẻ là nếu mới nhìn vào thì trông thằng này naive, nhưng mà deep inside là ông ấy cố tạo ra cái positivity. Em nghĩ là em sẽ chọn chỗ đó. Anh có thể chơi một nhân vật thỉnh thoảng question cái optimism của em. Có thể là vẫn biết nhau từ trước nhưng mà làm những thứ không quá nặng nề với nhau, chỉ là đi mạo hiểm bình thường thôi. Cái góc nhìn của cái cậu này về thế giới sẽ practical hơn một tí, không phải lúc nào cũng quá tốt. He tries to do good, nhưng mà lúc nào mà không bất tiện cho mình quá thì thôi. Anh nghĩ cái đấy thì có thể là cũng có gì đấy gần với em là vẫn muốn làm tốt, nhưng mà sẽ có cái xung đột ở chỗ là bao nhiêu tốt, bao nhiêu thì đủ, và sẽ question cái view của em về thế giới. Ok, sau concept rồi, bây giờ đã speed run appearance với cả build. chọn giữa các mặt orc. Oh my god, half orc strength ranger. Now anh đang nhảy số against this option, but okay. Oh shit, half orc có tóc. Chụp lạ quá. Không cần tóc, tên xong còn guardian nữa cơ. Cái này, oh nice. Kiểm soát sao nói của chị râu chắc là đủ. Nghe một phần trong em kiểu không muốn sử dụng cái tắt thâu lắm. Interesting. Vậy thì anh sẽ cho nhân vật anh practical sử dụng nếu cần. Interesting dynamic cho hai nhân vật. Anh ready? Ok, em ready. Skip cinematic, skip. Bye. Ồ, đường của anh Alas ngồi đây từ khi nào? Đã nghe hết. Em không biết, em sợ hãi. Sợ hãi nhân 3.14. Well. Ồ, nhân vật em tên là gì? Anh là Hunter. Adriel. Wow. Wow. Ok, Adriel. Adriel, cậu có sao không? Em thì nói thế này mím bóc. Không. Adriel bình tĩnh. Chúng ta phải practical. Đã ở trong này rồi, phải tìm tất cả những lợi thế chúng ta có thể có. Để tôi ra gửi đây. Tớ không nghĩ là chúng ta nên động lung tung như thế đâu. Nếu nó nổ thì sao? Ở đâu rồi? Hunter có đâu rồi? À đây. Đây. Xem tên mind player ở đây có gì đâu. À, một hòn đá vô dụng. Rồi. Thôi đi. Không động cái đấy nhá. Trông nguy hiểm. Nó có nhiều xúc tu. Tất cả những thứ ở đây đều trông nguy hiểm. Hunter à? Tớ không biết tớ sẽ động vào bất cứ cái gì đâu. Trừ những thứ này như là vàng. Chào cái này á. Có gì đâu. Con động vào nó rồi. Cái nó di chuyển lên đấy mà. Cái gì kia? Tôi không có gì đâu. Cái gì kia? À, một cái xác nữa để loot. Quân chắc không vậy. Nếu có chuyện gì tao thấy ngay. Nó giật giật. Không, tao không có gì nữa. Tôi nhắm mắt rồi. Cái não của thằng này bị mổ. Tiếng gì đây? Cậu nghe thấy không? Nó không có miệng mà sao nó nói được. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers. Intellect devourer. Con chó não hả? Bọn chó não. So many enemies. Nó đang hỏi. Rút nó ra. Yên tâm, nếu mà nó trở tay, nó sẽ dẫm chết được ngay. Tôi không biết là tớ mới độ thử sức đối phó đâu. Gì đâu, nó chỉ là cái não thôi mà. Ừ rồi, ủa? Đây để tôi hướng bắt cậu. Để tôi hướng bắt cậu cách lấy não sao vậy? Làm cẩn thận nhé. Ok. Đơn giản. Chả cần ba cái thần. Đây, nắp cái. Rồi rút ra. Chọc ngoáy nó một tí để lát nữa nó không phản bội mình được. Cậu bỏ nó đi luôn được không? Cậu bảo nếu mà sợ nó không an toàn mà. Nó không an toàn mà. Thì nên bây giờ chúng ta làm sao nó an toàn? Tại vì các vị thần đó không ủng hộ cậu. Đấy, chỉ cần thấy thôi. Ôi trời ơi, nhìn chúng nó kìa. Tôi xin hợp ghê tật.
chạy đi à? Cứ tưởng là nó sẽ giúp anh được gì chứ. Không có gì để bắn nó cả. Trời ơi, cái nỏ của tớ đâu rồi? Nghĩ sao? Chẳng lẽ vào đến đây bọn nó bắt cóc mình và để lại cho mình vũ khí à? Cậu đang đeo những lưng tiến cung của cậu đấy. Vừa mới lút được từ một thằng xong. Ui, ai vậy? Lùi lại. Chị đã bình tĩnh. Nắm lấy kem. And your skin tingles. Visions rush past. And a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Cậu vừa thấy cái gì trong đầu không? Có nhiều thứ kỳ lạ. Chị là ai? Rồi, hỏi đi. Who am I? Your only chance of survival. Ok, only chance of survival. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Chị nói như kiểu chị là người ngoài hành tinh ấy nhỉ? Tớ không tin bà này. Ờ, không biết nữa. Tớ cũng phải là người tốt. Lại đây nào con dài. Ây à, chị đánh được ấy. Trời, tớ cần cái kiếm. Mấy cái cung bé tí này chả làm được cái gì. Tớ cần cái cung của cậu. Cậu có phép thuật có gì? Cậu thấy đây cái roi này chẳng có tác dụng gì cả. Nó đần quá. Giết nó đi. Ôi, tớ giết được nó rồi này. Đó. Ồ, oh, có cái rìu đây rồi. Có người chưa chết kìa. Đâu, ai? Thấy anh đang trong vũng máu. Nó nốc tao này. Nó chết rồi. Nó có cái rìu này, cậu có muốn dùng không? Đây, cậu có thể lấy cái nỏ này. À, cậu có rồi. Tôi có cái nỏ rồi. Rồi, tớ chơi xong rìu. À, mình đi đâu bây giờ? Chị gái. Chị đã đưa cái chữ. Thì nếu ở đây đáng sợ quá. À, nhưng mà tiền không đáng sợ chút nào. Bắt đầu hiểu biết rồi đấy. Cậu bảo thế còn gì nữa? Cậu bảo là có thể chạm vào tiền. Đúng rồi. Những người này, mình có cứu được họ không? Ừ, để xem nào. À, xong. Họ không cứu được nữa rồi. Họ không trả lời tớ. Tỉnh dậy đi. Vậy thì kệ họ. Ô, có người kêu cứu kìa. Ôi, get the blast gì vậy? Họ điên theo Lex thì vào từ nãy à? Tớ vào rồi mà, đáng lẽ cậu nên giết nó từ nãy. Trời ơi. Sao? Nó cripple rồi. Nó đến kìa. Nó đến thì chấp nhận số phận chứ có gì đâu mà. Nhìn đây. Giỏi quá em tớ ơi. Tức là tớ cảm thấy tớ giống như một chú hề như vậy. Nó kết liêu nó đi. Đây để tớ. Nó làm được mà. Bọn này đúng là một lũ hề. Chả hiểu sao lại bị bắt vào đây. Ủa thế không. Như chuyện này hả? Xem có cách mở không? Không biết nữa. Tớ không muốn chạm vào cái này làm. Hay là cái này. Từ. Xem nào. À không phải. The console appears. Có vẻ thương hình quá rồi. Trở tìm công tắc. Completely unrecognizable at first. Không bóng đi. You spy an empty socket. Đá đâu cả. The console remains dormant. Chịu. Chịu. Tớ xem công tắc nào. Đi xem đi. Ui, cái này trông rắc rối thế. Nó có một cái ô trống á. Rồi, sau phần cũng đá nó. Tớ có thể làm gì khác được không? Phải có cái chìa khóa. Mất thời gian quá, đi. Đúng rồi, đi. Đi đường này đúng không? Ô, chìa khóa này. Chìa khóa ở trong chùm chìa khóa cậu nhá. Không vừa. Không phải cái này. Ở đây cũng có người nữa này. Inside the pod. She doesn't notice you. Cái chìa khóa này mở được cái này. Thế nào? Bảo nó có tiền. Hey. Không có hộp. Đừng có chạm lung tung. Những cái hộp đấy giống cái chỗ để nhét chìa khóa vào hơn á. Lại nè đó. À, tớ chịu rồi đấy. Vô ích quá. Ở đây còn người nữa này. Mà chạm cũng chả cứu được. Bấm thử vào cái bảng điều khiển xem sao. Nhưng mà cái bên kia hình như cũng phải bấm bảng điều khiển á. Ờ, hình như có cái gì để nhét bảng điều khiển này. Cậu làm gì vậy? Tôi không biết. Nhưng tôi bấm nhầm một cái gì đấy rồi. Ủa? Nó ra mấy cái nút đấy là biến bọn nó thành Mind Flayer à? Ô, nhưng mà chị gái này chưa bị biến này. Thôi bỏ đi, thà để chị chết còn hơn là bị biến thành Mind Flayer. Tôi sẽ thử một lần nữa. Hắn cái gì đấy?
tôi biết nó sáng lên rồi. Cái nhà đâu 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 đâu. Connection. Authority. Mở ra nào, vừng lên mở ra. Ui, bây giờ tôi có thể đánh một thì đúng là. You feel safe. Cậu làm gì vậy hả? Sao tớ lại cảm thấy năng lượng say nó ích trong đầu? Sao không gian? Chị ấy không bị biến thành My Flayer này. Đi kiểm tra. Ơ, nhưng mà nếu chị ấy biến thành My Flayer có phải thank you tớ chứ? Ok. Chị ơi, đi thôi. Đi chưa? Đi rồi, đi rồi. Chị ấy còn lấy cái của nợ gì chả biết nữa. Đi nhanh lên. Nhưng lên không có tàu nó đâm bây giờ. We are nearing the hell. Once inside, do as I say. Bà ấy nói cái gì đấy? Bà ấy bảo là khi mà vào trong rồi thì nghe lệnh ở bà ấy. Chả hiểu bà ấy biết còn cái gì lâu. Không? Có chứ. Ôi à, cẩn thận. Mind Flayer và ác quỷ sao? Đấy, không thích chỗ này. Bọn nó đánh nhau. Chạy thôi. Tôi đồng ý. Không thích bọn này chút nào luôn. Nhìn lên. Ui à, hai bà chị này căng quá nhỉ? Còn tốt mình họ ở phe chúng ta, mình đi thôi. Không việc gì liên quan đến mình cả. Chạy. Cứ chạy đi, tớ nghe sau lưng cậu rồi. Để tớ mở đường cho bạn. Rồi, chạy tiếp đi. Hay đó. Chạy qua bọn này cẩn thận nhá. Tớ biết rồi, chạy xa chúng nó là đường gì. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, biết không? Cái cả dòng, rất nhiều dòng. Ở cái bọn này từ đâu ra vậy? Con chờ người biết được. Tôi không biết chúng ta ở đâu. Đi thôi, Dash. Đừng Dash có nhìn, thôi. Kệ vào đó. Không nhìn. Tớ có thể lao con này. Rồi, tiến lên tiếp. Rồi. Ây à. Kiểm trợ ok. Đến đây. Đất sôi. Đến rồi, chết. Bắn cục nó. Tách. Rồi. Ui, chị gái mạnh dữ. Tốt. Họ có thể tin tưởng được trong những trận chiến. Đến nơi rồi. Như là kết nối bọn nó lại với nhau hay cái gì này đúng không? Ê. Từ, con gì kìa? Hả? Ôi trời ơi, cẩn thận. À, phải giật nó một cái đi phải. Sao. Cậu đâu rồi? Tớ không biết. Trời ơi, tớ kỹ tớ mới được nó. Thì nghe tiếng hét khi mà... À, gì không bay ra khỏi khăn. Nhưng mà hắn tương cậu có ổn không? Đấy là vấn đề đấy. Từ, đang kiểm tra vết thương. Ngoài việc trên người có vài vết thương từ cái trận chiến lúc đấy, mà có vẻ là không có vết bầm dập từ việc ngã. Thế sao chúng ta lại sống sót nhỉ? Ôi chú có biết được. Lúc đấy ta tưởng mình tiêu rồi. Có cái gì đấy? Đây có phải là cái... Chị đã lúc nãy. Vậy nào? Dậy thôi, ngã lại còn cầm cái cổ vật trông sợ thế. Ui, chị hỏi thế em sao biết được. Xem bà có mọc xúc tu không? Tớ chưa thấy cái nào á, tớ thấy chưa có bình thường á. Cậu có cho chị đi cùng không? Tớ không biết, chúng ta đã ra khỏi tàu rồi phải không? Đưa ai đấy đi thôi chứ. Chị cũng là một tay đấm tốt á. Thôi được rồi. Cái việc mà tay đấm tốt thì tớ có thể công nhận. Không có gì đâu, cảm ơn Adriel nhá. Tôi là tôi bỏ đi rồi đấy. Tôi nghĩ là chúng mình cần nhiều người hơn á. Ê Adriel, ở đây. Đâu. Cái mũ màu thế. Thử cái mũ này đi. Thử cái dây hợp với cậu. Cái mũ màu chết luôn. Quách chua. Quách select luôn nha. Thì lên level mới đã. Em còn lên level. Hunter rút một cái tờ giấy từ một người đã chết ra, thở dài cái đặt xuống. Chị gái kia cũng phải lên level nữa. Thằng nào thì tí nữa em không định dùng Shadow Heart đâu mà. Thế à? Dạ, chơi quá nhiều rồi. Phải để cất ở nhà hay không? Right. Alrighty.
xem có ai có giáp dùng gì không, tớ cần cái khiên hoặc là vũ khí nặng hơn, vũ khí to hơn, vừa tầm tay được hơn. Có ai ở nhà không? Cái gì đây? Cổng portal. Thì vì tôi nghĩ là quanh đây cuộc sống những người này chắc là những cái bầu rơi không kịp tránh. Tiện bỏ để tự tiên không xong. Đây có dao găm này nếu cậu muốn. Ông cứ đưa thêm tớ ra cũng được, có gì tớ ném. Cứ ném vào túi đồ tớ. Cẩn thận. Ở bên trên có bọn não, chó não, cúi xuống. Ơi, từ. Thì đấy, cúi xuống coi. Ôi mày, bọn này chạy, đi chạy lại lòng vòng. Tớ bắn lại. Rồi bắn đi. Boom. Được đấy, kỹ năng của cậu sau này có vẻ cải thiện. Cứ để bọn nó chạy lại mình, bọn nó sẽ tốn công chạy. Chúng nó đang bị bất ngờ mà đúng không? Ờ, bây giờ nó sẽ đến. À đấy, chúng nó bắt chúng nó bất ngờ. Ôi trời ơi, chúng nó đến tận kia. À, bọn nó phải tốn công chạy và chúng ta có thể đánh nó. Từ đánh ngón này. Thế liệu nó đi. Oh, tốt lắm. Ở đây có cái liễu kiếm này. Tiền để ta cầm cho. Kiếm đi cho cậu đấy. Nó gọi là liễu kiếm. Ừ. Ờ, quên tớ gọi thế. Ừ. Ê da, mấy cái hộp này khóa à. Để tớ mở cho. Ui da. Ồ, có cái vũ này. Cậu dùng đi. Ủa, ai kìa. Anh ơi, ở đằng kia không ai nói. Anh cần giúp đỡ đúng không? Đây, 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 em đây, đây. Từ. Đâu, đâu, đây. Ôi, đấy, nói nhiều lắm vào. Lại những cái hình ảnh kỳ cục. Ồ, vậy là mình có thể hiểu suy nghĩ của nhau hả? Tin được lời tên này sao? Nhưng mà trông anh ấy cũng... Ồ, đấy, anh ấy xin lỗi rồi. Xin lỗi là xong, vừa định kề dao vào cổ xong. Wow, thôi, cảnh sát ơi, có làm gì đâu đúng không? Hả, lại mời nó tham gia à? Không, tớ bảo nó về trại thôi. Nó ở kiểu trông anh ấy về, anh ấy không biết mình đâu. Không chắc là muốn cái tên... Cái lưỡi lẻo mép này ở trong trại của mình lúc mình đang ngủ. Tớ... Vậy thì khi nào về tớ sẽ đuổi anh ấy đi. Nhưng mà người ta xin lỗi rồi mà. Cậu cũng đang khó tính như thế chứ. Cậu thì dễ tính quá đấy. Ôi trời ơi. Đừng nói nữa, nhìn tay này này. Tớ sẽ để việc đánh cho cậu. Đúng rồi đấy. Bài. Đừng quên lấy những gì có sau lại. Cái chết là quá tốt cho nó. Cái chết và bị lút mới là cái kết nó đáng nhận được. Đồng ý ạ, cái này người ta đồng ý đúng. Linh à? Trời khiên. Ơi. Ủa khiên nào không? Cùng. Không có một ít này. Đồ cắm trại. Tớ sẽ không được chạm vào cái này đâu. Tớ không chạm đâu. Tớ không muốn lại bị teleport đi một cái thế giới khác nữa. Chỗ này là chỗ nào ta? Có vẻ như là kiến trúc, có thể có người. Xem có nào ở đó có người nữa kìa. Ê, chào. You're about twice as tall as me, but I have the bloody backbone. Oh, you didn't die? Can you kill me? Pointy ends. Get him. What? Cái gì đấy? Cố gắng lý luận với bọn này làm gì? Tôi ghét thì người ta không nói lý với mình. Có vài tên bên trên nữa đấy. Cẩn thận phía trên này. May mà cậu cảnh báo, suýt nữa tôi chạy lên. Ba cái pháp sư. Ôi, tỉnh lại đi hacker. Khó. Các ngươi dám làm thế với bạn ta. Tôi đã chọn nhầm người rồi. Tỉnh lại đi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Bỏ cậu đấy à? Rồi. Mới học được cái trò hoa sói đấy hả? Sức mạnh của tổ tiên. Bless. Con mụ dùng phép kia. Đúng rồi đấy. Đẩy mũi xuống. Không nhiều đam như tớ nghĩ. Không thế. Đúng rồi. Nếu lần sau thấy tớ ngủ thế phải lại dậy chứ. Tớ gọi cậu mãi mà cậu chẳng trả lời gì cả. Gọi nó sao trả lời được. Vào ra tát vào mặt tớ. Không có đề đâu.
xem cái mộ tà thuật này có đồ gì cho cậu không? Gì đâu bây giờ, cậu nghĩ cần nghỉ ngơi một chút không? Tớ ok, tớ ngủ ngon lắm. Tớ nghĩ tớ cần nghỉ một chút á. Vừa nãy người ta bảo là ở dưới này có cái gì đấy, Crypt. Vào đấy, hình như bọn nó có bảo là cái hội bọn nó cũng trong đấy, cẩn thận nhé. Tớ không nghĩ là tớ sẽ vào đấy. Ừ đúng rồi, nó có liên quan đến mình đâu. Xem đằng này có gì không? Cậu ơi, ở đây có cái gì ấy, tớ cảm giác thế. Đâu, để đánh hơi xem nào. Ừ, có gì thật này, có đi xuống dưới đấy luôn à? Ở dưới này có một cái cửa sập nhưng mà tớ chả biết làm gì với nó cả. Tớ nghĩ là nó đi cùng một chỗ, cậu nhìn thấy không? Trước nó có một cái xương người á, nó giống như được cảnh báo là đứng xuống đây sẽ chết á. Và đằng nào nó cũng khóa rồi. Đúng rồi, thôi đi thôi. Ở đây có khu nào có người không nhỉ? Chúng ta vừa giết mấy người còn gì nữa. Đấy là cái bọn đào mỏ hay gì? Ô, có người này. Đâu, 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 Leave it for the goblins to kill. A guest. Your skull cowers in response to the prisoner's white hot stare. Yeah, nói nhỏ. Bà này nãy ở trên thuyền đánh nhau cũng được ấy. Mà bà ấy cũng biết cái tình trạng của mình. Sao là cứu nhỉ? Cứu đi. Tớ không giỏi ăn nói. Sao phải thực dụng một chút. Nhớ đâu bọn nó tin. Cho tớ cái ít sức mạnh của thần. Cậu để tớ nó vẫn cho. Ui à. He's right. Let's go. We need to check out that blast. Shook our camp good, so we came for a look. Oh. Camp. Oh, camp man. Look for Nettie. Whatever you need, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Enough gawking. Get me down. Never. Nghe cái giọng bài xong tôi lại không muốn đi bài lắm. I must find a crash. You will join me. She obviously sees your kindness as weakness. Quá chị em chết gì đã cãi nhau rồi. Cái này tớ phải đồng ý với chị kia. Simple, thank you. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will không nghe, không nghe. Tớ không muốn đi lắm á, chị có vẻ vô sự. Ai bảo bà ấy phải cam, có gì mình hỏi chuyện sau. Nếu mà cậu không muốn đi cùng thì tạm thời không đi cùng. Cái thái độ này, biết đâu chị là người tốt. Chỉ là không biết nói thì sao. Hay là gọi chế qua lại thì... Tớ thấy khả năng chiến đấu của bà này cũng được. Thế và... thì không gọi chế qua lại vậy. Và ít nhất bà ấy không kề dao vào cổ mình như cái thằng cha tay nhọn kia. Ờ, không thì về nó về khác. Chế em hết rồi. Để cho Thiện gọi. Cho Thiện điều khiển. Ok. That large fleshy nose of yours looks like a mistake. Really, thanks for noticing. Có lẽ từ level 2 đơn giản quá, accept hết. Hướng này xem, có vẻ mấy người kia bảo đây là camp. Ở đây lại có cái cổng giống như nãy kìa. Chắc cổng này nó không, trông nó không violent như nãy nhỉ. Oh, đây, cậu thấy không? Từ đây, này, đứng đây. Có thể khi mà cậu chạm vào cậu không thấy, nhưng mà khi chạm vào thì trông từ ngoài sẽ như thế này. Có phải là vừa nãy cũng thấy không? Thì không nghĩ là vừa nãy là đang có người đang dùng à hay sao? Có thể, bây giờ chắc là người ta không dùng nữa đâu nhỉ? Em có phải đang ai đang dùng không? Có ai đấy không? Cẩn thận đấy. Có ai không? Ủa, có tay, cậu ơi, có cái tay! À. Who are you? Có người kẹt thật này. Con này về tớ sử dụng số mạnh của The Rune cho. Cần tớ giúp không? Tớ nghĩ là cần cái tay này. Giữ đây. Ồ, chào khuya của Master Deep nha. Anh có định đưa cái dao vào cổ tôi không nhỉ? I'll make my way to your camp and embark upon a succulent slope. Sao ai không biết chỗ chúng ta cắm trại vậy? Có một chỗ ở phía đằng kia có cái biển rất to chúng ta cắm tên là trại của Hunter và Adriel. Có người phía trước kìa. Thì thế này. Ôi chạy. You let goblins here. Where is the druid, please? Đuôi này, đuôi kìa. Ôi, chạy cả. Ây da, chết một thằng rồi. Có người chết rồi. Damnable roach. Ôi da, anh nằm vào kìa. Provoke the blade. Ôi da. And suffer it sting. Càng vết nhỉ. Đánh nhau. Cái này mình có nhất thiết phải đánh không? Có vẻ bọn nó không chú ý đến mình đâu. Chúng ta nên giúp những người kia chứ đúng không? Bọn nó đang không chú ý đến mình, tự nhiên phát họa vào thân làm gì? Không phải giúp những người kia thôi. Chặn lại đi. Thì giúp.
nào, cậu mạnh mà. Đừng sai yểm trợ nữa nhá. Wow, hoặc là cậu có sức mạnh tổ tiên mới gì gì tao không biết. Tớ có, tớ có. Ây da, tớ bắn tớ rồi. Tớ nghĩ là tớ chú ý mà. Tớ chú ý đó. Tớ cảm thấy có một nổ năng lượng chiến đấu. Trong tớ đi hôm kia rất sửa đẹp hết rồi. Những thanh niên kia lại làm gì kìa? Khỏe ác luôn ạ. Bọn Goblin mà cũng biết phép thuật cơ à? Này thì phép thuật này. Có vẻ là mấy tên ở giữa thì các thanh niên kia lo được rồi. Lo hai thằng ở gần rìa này thôi. À còn một tên Goblin bên trên. Chắc để chị Gift lo. Con bóc bay này vấn đề này. Sắp khẻo đấy. Ra giúp đi. Không. Chị có vẻ hết máu rồi. Chị kia lại ngã rồi. Giúp bà kia vậy. Con xếp qua rồi. Đến đây. Con bóc bay khốn nạn. Nó sắp chết rồi. Có thể đẩy chị kia ra. Khi nào thú tao không đẩy được. sao què vậy. Tôi cũng rất đẩy. Ui à, anh này cũng sắp hẻo rồi. Sao ai cũng sắp hẻo vậy? Ở đây nó biết tự hồi máu mà. Đấy, xử lý nó là chết rồi. Thì bọn không ngã. Ngã rồi à? Rồi. Nó còn ít máu. Rồi lo phát nữa. Cắn này. Ui, chưa tốt. Ngày bị cắn không hiểu. Bố luôn rồi. Ui à, đây rồi, chết rồi. Nice. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Chiến trường. Ơ kìa. Quay nhìn. Gã của đấy hơi đau. Ủa lục hết bên kia chưa? Đi thôi, đi thôi. Ném cái đầu lâu ấy đi, không cần dùng được. Chúng ta có thể bảo hát cái sao? Mấy anh kia đang cãi nhau. We was running for our lives. You led them straight to us and you let them. Ui. Nghiêng ra, đừng hành xử như mấy con động vật như thế. See? Wow. You're right. There's too much at worried about your precious art. Enough. Squabbling is pointless. Có muốn nói chuyện với cả bọn này không? Không rồi nói chuyện. Cũng thế á. The druids are forcing everyone out. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. They've started a ritual. Corga, their new first druid. Perhaps you could persuade her. Let's not forget why we're here. Ta có vấn đề của riêng chúng ta. At the heart of the grove. Nếu mà nó không làm chặn chúng ta trong việc chữa trị thì ok. Thì lần này chúng ta cũng phải gặp chị Nettie gì đấy mà đúng không? Elves, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. Not my problem. Roland's right, sis. We should leave while we still can. Or would you deny your brother here his chance at fortune in Baldur's Gate? Anh đã phải make một cái decision này không take. Đúng với nhân vật. Vừa mới có một cuộc nói chuyện của mấy bạn thiết play. Nếu là Thiện thì Thiện sẽ bảo các bạn ở lại đi giúp các bạn nào. Nhưng mà nhân vật này thì kệ. Not bad. Người này. Nhà mọi người không nghĩ là việc dùng kiếm gỗ thay vì kiếm sắt à? I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Cho tụi nhỏ cầm kiếm sắt thì nó ổn không phải? Em mới nhận ra là tóc của Lazel màu đỏ đấy là low quality graphic em ạ. Well met. The blade of frontiers at your. Trông tóc Will nó có bóng một cách lạ thường không? Xem cái cutscene. Vãi trưởng mẹ. Low quality vãi trưởng. Hell's great fires. You are on the ship. Doomed to shed our skin and become a lithid. Or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet anyway. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor.
She is an infernal war devil. A champion in the blood war. Devil's advocate. Diabolical forces. Advocatus Diaboli. Adriel. Cái cha này có vẻ cũng lý tưởng như cậu. Phòng mắt anh ấy chúng đáng sợ quá. Nhưng mà không sao, cũng lý tưởng là được rồi. Let's join force. When the time comes, call for the blade. I won't be long to us. Nhưng mà thêm cái ego nữa. Này, what mà hả? Lấy lúc cần, call for the blade. Đến lúc cần, hãy gọi Hunter. Call for the Hunter. Wow. Nó có con gấu đáng sợ quá. Rùi không lên như thế này. Vô đang ở chỗ đợt rui đã. Em xếp cái nữa khi em làm cái gì đấy sao. Em đang ở đâu rồi? Đang nói chuyện với các bạn Tiefling và mua đồ. Em nghĩ là em sẽ nghỉ bây giờ. Ok, ok, xếp lại đi. Hai nhân vật chúng ta. Một đôi bạn unlikely. Nó hề được mà. Nó vẫn sẽ có một chút self-aware, nó vẫn hề hề một tí. Yep. Mình cười về cái sự roleplay nhảm của mình. Đúng rồi. Em thấy cái kiểu phong cách đấy thế nào? Em ổn, khá là enjoy. Cố cái kiểu gọi là hoàn toàn là mình không biết gì ạ. Phải pha là nhân vật trong hoàn cảnh đấy sẽ làm gì đâu. Mặc dù là mình run đã không phải đây là lần thứ mấy rồi chứ mà. Vẫn khá là thú vị. Là kiểu có những cái mình kiểu ok. Nếu mình là nhân vật này mình sẽ skip cái đấy. Yeah, make sense. Anh thấy có qua cái perspective của hai nhân vật này nó cũng làm cái lần run lại này nó thú vị hơn. Còn hai tập nữa của Hunter và Adriel, họ sẽ xử lý conflict của Druid và Tiefling thế nào đây? Nếu các bạn thích series này thì like và comment bên dưới để cho Thiện biết. Subscribe để không bỏ lỡ các video mới, đặc biệt là các video về Thiện và Boop. Anh Thiện là Hunter và Adriel trong Baldur's Gate 3.